Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thông tin được đưa ra tại hội nghị kêu gọi đầu tư dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được tổ chức vào sáng 17 tháng 5. Quốc hội đã có nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Trước mắt, Việt Nam sẽ đầu tư 11 dự án với tổng chiều dài 654 km đi qua 13 tỉnh thành, gồm 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, 8 dự án theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT. 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư sẽ được đấu thầu quốc tế rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã quy động hai tư vấn giao dịch quốc tế là Deloitte và S&G, hỗ trợ đa soát cấu trúc tài chính của dự án, xây dựng hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và dự thảo hợp đồng. Các tiêu chí lựa chọn sơ tuyển nhà đầu tư đã được nghiên cứu kỹ lưỡng tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm sự công bằng cạnh tranh và minh bạch, không phân biệt nhà đầu tư trong nước và quốc tế.